Namaste. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Olaben. Mình tên là Diễm Hương. Ngày hôm nay Hương sẽ đồng hành với các bạn trong buổi tập. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào một buổi tập rất là ngắn, trong vòng 20 phút. Thì trong 20 phút này Hương sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để vào tư thế sạc dọc một cách an toàn nhất, hiệu quả nhất và nhanh nhất. Và mỗi ngày chúng ta chỉ cần dành 20 phút để tập luyện cùng với lại Hương, cùng với lại Olaben. Thì lúc đó các bạn sẽ có thể chinh phục được cái tư thế mà mình mong muốn. Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu mình đã sẵn sàng rồi thì hãy chuẩn bị cho Hương hai cục lóc. Sau đó di chuyển lên về đầu thảm. Chúng ta có thể tách hai cục lóc sang hai bên. Để đây khi nào mình có sử dụng thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng. Giờ chúng ta đứng về đầu thảm, giữ cho hai chân tách rộng bằng mép thảm. Mình sẽ cùng nhau khởi động chào mặt trời. Từ từ đưa hai vai hướng về tai, đưa hai vai ra phía sau. Và hạ hai vai xuống, ngửa nhẹ lòng bàn tay hướng về trước. Nhắm nhẹ hai mắt lại. Hít thở sâu và đầy ở đây ba hơi. Hãy thả lỏng toàn bộ gương mặt, thả lỏng vai cũng như hai cánh tay. Tập trung hết toàn bộ tâm trí của mình vào ngay lúc này. Sau đó từ từ mở nhẹ hai mắt. Thở hết hơi ra ngoài. Chúng ta thực hiện chào mặt trời A. Hít vào nâng hai tay lên cao. Thở ra từ từ gập người đi xuống. Hạ tay chạm nhẹ xuống dưới sàn. Các bạn mới khó khăn có thể co nhẹ gối lại. Tay đặt lên ống khuyển. Ngủ tốt. Hít chống tay ngẩng mặt nâng nửa người. Thở ra khuỵu nhẹ gối, đặt bàn tay xuống dưới sàn. Hít bước dài từng chân ra phía sau. Đẩy nhẹ vai về phía trước. Cho vai với cổ tay thẳng trục về tư thế tấm ván. Bụng dưới thóp nhẹ lại. Ấn chặt bàn tay. Hít một hơi. Thở hạ gối, hạ ngực giữa hai tay, hạ cằm và hông nhô cao. Duỗi chân toàn thân nằm sắp xuống. Giờ anh đang cái chân bên trái lên kéo dài ra sau đặt xuống. Sau đó nâng cái chân bên phải lên kéo dài ra sau đặt xuống. Di chuyển hai tay chúng ta chống ngang cạnh ngực. Cuộn vai ra phía sau. Ấn bàn tay. Hít nâng ngực lên rắn hổ mang. Ở đây chúng ta cố gắng co nhẹ cùi chỏ, đẩy ngực về phía trước. Thở nằm xuống. Chống 10 đầu ngón chân. Từ từ nâng hết người, đẩy người ra phía sau về lại chóp mặt. Đối với tư thế chóp mặt, nhìn về hai bàn tay. Các ngón tay xòe rộng và đều. Sau đó chúng ta tách hai tay rộng bằng vai. Ấn chặt bàn tay, tập trung về cột sống lưng. Vươn cột sống lưng thẳng dài đến hông. Các bạn mới khó khăn có thể nhón nhẹ gót chân lại, co hai gối. Tập trung kéo giãn cột sống lưng trước. Còn các bạn cổ tốt có thể duỗi thẳng hai gối, ấn chặt gót chân xuống dưới sàn. Rồi sau đó giữ lại ở đây, hít thở ba hơi. Cảm nhận sự chắc vững vàng của bàn tay, sự cân bằng của hai bàn chân. Rất là tốt, một hơi nữa, hít vào. Thở thóp sau bụng lại, đẩy hông cao hết mức. Nhìn về phía trước, nhón gót chân. Hít bước dài từng chân lên giữa hai tay, nâng nửa người vươn cột sống về trước. Thở lại mềm tim, thả lỏng vai đầu gập xuống. Ấn chặt bàn chân, hít nâng hết người vươn hai tay lên cao. Thở ra nhẹ nhàng chắp tay trước ngực. Chúng ta sẽ đi vòng thứ hai. Hít vào từ từ nâng hai tay, nâng nhẹ cằm, mắt nhìn lên. Thở ra gập người về phía trước, cứ chậm rãi di chuyển theo hơi thở. Khó khăn có thể co nhẹ gối chân lại. Hít chống tay ngẩng mặt nâng nửa người. Các bạn mới mình có thể đặt tay lên ống khuyển nâng nửa người vươn cột sống dài về trước. Lần này thở ra chúng ta khuỵu nhẹ gối, chống bằng các đầu ngón tay xuống. Hít bước dài chân bên phải ra phía sau. Thở thì hạ gối chân phải xuống duỗi mũi chân. Nhìn thấy gối trước và cổ chân thẳng. Và khi gối đặt cổ chân thẳng từ từ mới chống nhẹ tay, nâng người. Rồi tát tay dần khỏi sàn. Vững vàng thì mình có thể dừng lại ở đây. Các bạn nào muốn đi xa hơn thì nâng hai tay. Hướng ánh mắt nhìn về phía trước. Giữ ở đây, hít một hơi thật sâu. Thở lại cho phép cái phần hông của mình bắt đầu hạ xuống thấp dần. Cảm nhận sự căng của đùi. Hít vào và thở ra giữ ở đây thêm một hơi nữa. Rất tốt. Và trong hơi thở tiếp theo từ từ chúng ta đặt tay xuống dưới mặt sàn. Chống mũi chân sau nâng gối. Bước chân trước đặt cạnh chân sau.
Sau đó đẩy nhẹ vai về phía trước, cho vai cổ tay thẳng. Dịch chuyển từng chân ra phía sau về tư thế tấm ván. Và ở trong tư thế tấm ván thường mình có xu hướng là mình bị hạ cái hông xuống. Giờ chúng ta hãy nâng nhẹ phần đỉnh đùi, nâng nhẹ phần hông. Làm tư thế tấm ván của mình dài ra, thóp nhẹ bụng lại, hít một hơi. Thở hạ gối, hạ ngực giữa hai tay và hạ cằm, hông nhô cao. Toàn thân nằm sấp xuống, duỗi hai chân ở phía sau dài. Đặt hai tay chúng ta chống ngang cạnh ngực, cuộn vai xa khỏi tay. Từ đây ấn bàn tay, nâng ngực, nâng đầu lên tư thế rắn hổ mang. Ở tư thế rắn hổ mang, cùi chỏ tay co nhẹ đẩy ra sau. Nâng lồng ngực, hít thở một hơi nữa. Từ từ chúng ta hạ người xuống, chống 10 đầu ngón chân, nâng đùi, ấn tay đẩy người ra phía sau về lại tư thế chó mặt. Ở tư thế chó mặt, nhìn lại hai bàn tay. Tay của mình các ngón tay xòe rộng và đều. Khoảng cách của hai tay rộng ít nhất phải bằng với vai. Từ bàn tay đẩy một lực vươn dài lên cho đến hông. Thóp nhẹ bụng lại. Đẩy hai đùi ra phía sau. Cảm nhận sự căng và duỗi của đùi sau hai chân. Và ấn chặt hai bàn chân xuống. Kéo giãn toàn bộ những nhóm cơ vùng đùi của hai chân ở đây. Hơi từ từ nhón hai gót chân lên cao. Đá chân bên phải hướng lên trần. Thẳng gối chân bên phải. Và cố gắng ấp cái hông bên phải lại để cân bằng với hông bên trái. Ngẩng mặt nhìn về phía trước, bước dài chân phải lên về trước, đặt cạnh ngón cái của tay. Chống nhẹ bằng các đầu ngón tay xuống dưới sàn. Hít thì bước chân sau cạnh chân trước, nâng nửa người. Thở gập người đi xuống. Ấn chặt chân, hít nâng người, vươn hai tay lên cao. Thở ra nhẹ nhàng, tay chắp trước ngực. Thả lỏng tay. Chúng ta đổi bên. Giờ mình kiểm tra lại nền móng từ bàn chân. Đặt cho hai chân tách rộng bằng với lại hông. Cành trong của bàn chân thẳng và song song. Rồi cuộn nhẹ mông hướng xuống, thóp bụng. Đưa vai về tay, đưa vai ra phía sau và hạ xuống. Ngửa nhẹ lòng bàn tay. Đưa mắt nhìn về phía trước, thở hết hơi ra ngoài. Hít nâng hai tay. Ngẩng mặt, nâng nhẹ cằm. Thở từ phần hông gập người đi xuống. Các bạn mới khó khăn có thể co nhẹ gối chân lại. Hít chống tay, ngẩng mặt, nâng nửa người. Kéo từng đốt sống lưng vươn dài. Thở lần này chúng ta khuỵu nhẹ gối, đặt tay. Hít thì bước dài chân bên trái ra phía sau. Thở hạ cái gối chân trái xuống, duỗi mũi chân. Và mình nhìn xem thử cái gối chân trước và cổ chân thẳng vuông góc với mặt sàn chưa. Còn nếu chưa thì có thể chống chân sau để dịch chuyển cái chân sau dài ra. Sau đó duỗi mũi chân, ổn định cân bằng hai hông. Từ từ mới nâng người. Nhìn về phía trước, nâng hai tay, giữ ở đây 5 hơi hít thở. Cái hít sau vào thoải mái gương mặt. Thở thì lại chậm rãi hạ cái phần hông của mình xuống. Lần nữa hít một hơi nữa. Thở thả lỏng hai vai. 3 hơi nữa hít vào. Thở ra mềm mại gương mặt. 2 hơi cuối hít. Thở ra rất tốt. Và 1 hơi nữa hít vào. Thở thì đặt tay xuống dưới sàn. Chống chân sau, nâng gối. Bước chân bên phải, đặt cạnh chân bên trái. Sau đó đẩy nhẹ vai về phía trước, cho vai cổ tay thẳng về tư thế tấm ván. Cố gắng thóp sâu phần bụng lại. Đưa phần rốn sâu vào. Cuộn nhẹ cơ mông lớn hướng về gót chân. Giữ cho đôi tay vững vàng mạnh mẽ. Hít một hơi. Thở hạ gối, hạ ngực giữa hai tay, hạ cằm. Toàn thân nằm hết xuống, duỗi hai chân. Cuộn vai ra phía sau, ấn bàn tay. Hít từ từ nâng ngực lên rắn hổ mang. Cùi chỏ tay co nhẹ đẩy ra sau, đẩy lồng ngực về trước. Thở ra, hạ người đi xuống, chống chân. Ấn tay đẩy hết người ra phía sau, đưa hông hướng lên trần về tư thế chóp mặt. Cứ chậm rãi sắp đặt lại hai bàn tay. Nhìn xem thử tay của mình đã vững vàng chưa? Nếu tay đã vững vàng thì đưa mắt nhìn về hai chân. Hai chân tách rộng bằng với hông. Cành trong của bàn chân thẳng và song song. Và khi ấn cái bàn chân xuống, thể chi lực đều lên cạnh ngoài, cạnh trong của gót chân. Ấn chặt bàn tay bàn chân, đẩy phần hông của mình cao hơn. Thóp sâu phần bụng lại. Rồi từ từ nhón hai gót chân. Đá chân bên trái hướng lên trần. Di chuyển thật là chậm.
để quan sát xem thử hông trái hông phải có cân bằng với nhau hay không. Rồi giữ cái bàn tay của mình cho chắc, nhìn về phía trước, bước dài chân bên trái lên, đặt cạnh ngón cái của tay, chống bằng các đầu ngón tay, nâng cầm. Hít một hơi thì bước chân sau cạnh chân trước, nâng nửa người. Thở thì mềm tim gập xuống. Ấn chân chắc, hít nâng hết người, vươn hai tay lên cao. Thở ra nhẹ nhàng hạ tay. Mình thực hiện vòng thứ 3. Cuộn vai ra phía sau. Hà hai tay của mình thả rơi, treo lơ lửng trên vai. Ngửa lòng bàn tay về trước. Giờ hãy cùng nhau thở hết hơi ra ngoài. Hít vào nâng hai tay. Mắt nhìn lên. Thở ra gập người về phía trước, thóp sâu bụng lại. Sao cho bụng có thể chạm sát về đùi. Thả lỏng đầu, thả lỏng cổ. Hít chống tay ngẩng mặt nâng nửa người. Thở ra lần này khuỵu gối chống tay. Lại hít bước dài chân phải ra phía sau. Thở thì giữ lại ở đây. Chúng ta di chuyển tay nắm lấy hai cục lóc ở hai bên. Rồi cân chỉnh lại khoảng cách chiều dài của hai chân. Nhìn về chân ở phía sau. Thấy năm đầu ngón chân ở phía sau bám chặt. Thẳng và hướng hết về trước. Rồi gót chân ở phía sau nhón cao lên. Rồi chúng ta kiểm tra gối trước và cổ chân thấy thẳng vuông góc với sàn. Tay có thể đặt nhẹ lên cục lóc. Hoặc là chúng ta có thể dựng cái cục lóc theo chiều thấp hơn. Rồi giữ cái phần hông cân bằng lại. Hông bên trái kéo ra sau. Hông bên phải thì chúng ta ốp nhẹ hướng về trước. Nâng nhẹ lồng ngực, giữ cột sống lưng thẳng. Hít một hơi. Thở kéo hông ra phía sau, duỗi thẳng gối chân bên trái. Thực hiện như vậy thêm 4 lần nữa. Hít thì đẩy gối về trước cho gối cổ chân thẳng. Thở ra lần thứ 2. Cảm nhận cái phần cơ gân khe của chân bên trái lúc này đang được kéo giãn. Và 3 lần nữa hít vào đẩy gối về phía trước. Cho gối cổ chân thẳng thì dừng. Thở ra. Chân sau vẫn nhón gót chân cao. Và 2 lần nữa hít vào. Rất tốt. Thở ra. Cảm nhận cái sự căng và kéo giãn của đùi. Lần cuối cùng hít vào đẩy gối về phía trước cho gối cổ chân thẳng. Giữ lòng ngực mở, ánh mắt tìm một điểm nhìn. Thở ra chậm rãi. Giờ giữ lại ở đây. Hít thở. Cố gắng mỗi hơi hít, mỗi hơi thở. Ý thức để cân chỉnh hai hông lại. Rồi từ cái phần hông cân bằng, duỗi cột sống lưng vươn dài. Vươn từ phần lưng dưới. Vươn đến lưng giữa. Rồi đến lưng trên. Rồi thẳng luôn đỉnh đầu hướng về trước. Và toàn bộ phần thân lúc này song song với sàn. Một hơi thở nữa. Ở trong hơi hít tiếp theo đẩy gối về phía trước, tách cục lóc sang hai bên. Đặt tay, bước chân ra phía sau, về lại tư thế chóp mặt. Rồi từ chóp mặt đẩy vai về trước cho vai, cổ tay thẳng. Dịch chuyển hai chân ra sau nếu cần thiết để làm tấm ván dài đó. Đồng thời thóp nhẹ bụng lại. Rồi hạ gối, đưa vai qua khỏi cổ tay, co nhẹ cùi chỏ. Xuống nửa chaturanga. Toàn thân nằm hết xuống dưới sàn. Nâng chân phải kéo dài ra sau đặt xuống. Nâng cái chân bên trái lên kéo dài ra đâu sật xuống. Cuộn vai ra xa khỏi tay. Ấn bàn tay, hít nâng ngực lên rắn hổ mang. Thở chống 10 đầu ngón chân, đẩy người ra sau về lại chóp mặt. Ấn bàn tay của mình chắc. Lật từ bàn tay đẩy hông cao lên. Thóp sâu phần bụng lại. Căng giãn hết đùi sau của hai chân. Một hơi thở nữa. Hãy tiếp tục nhón hai gót chân lên cao. Đá chân bên phải hướng lên trần. Cân chỉnh hai hông lại. Rồi khi cái hông cân bằng, cố gắng vươn cái chân bên phải của mình cao lên. Thẳng ngay phần gối chân phải. Duỗi ngón chân. Chạm cái ngón chân nó lên bầu trời. Ngẩng mặt nhìn về trước. Hít bước chân bên phải lên về phía trước. Giữ ở đây một hơi nữa. Cố gắng chân ở phía sau nâng cái đỉnh đùi của chân sau. Làm cái chân ở phía sau của mình cho chắc và vững vào. Rồi mở lòng ngực phía trước. Hít một hơi, bước chân sau cạnh chân trước. Nâng nửa người. Thở mềm tim và gập xuống. Ấn bàn chân chắc xuống. Hít nâng hết người, vươn hai tay lên cao. Thở chắp nhẹ tay. Mình đổi bên. Rồi cuộn nhẹ vai. Nhưng cũng đừng quên cuộn ngay cái phần hông của mình đi xuống để thóp nhẹ phần bụng kéo lên.
chứ. Giữ cái phần bụng đẹp như vậy, lồng ngực nâng, ánh mắt nhìn về phía trước mềm mại. Thở hết hơi ra ngoài. Hít nâng hai tay. Thở gập người về phía trước, thoải mái thả lỏng vai, thả lỏng đầu. Hít chống tay ngẩng mặt nâng nửa người vương cột sống lưng dài. Thở lần này khuỵu gối chống bằng các đầu ngón tay. Hít bước dài chân bên trái ra sau. Thở giữ lại. Lấy hai tay của mình đặt lấy hai cục lóc ở hai bên. Đầu tiên chúng ta dựng cái cục lóc thẳng đứng cao trước. Nó sẽ dễ dàng cho các bạn sắp đặt chân trước và chân sau. Thấy cái chân sau của mình chưa thoải mái thì nhấc lên rồi đặt xuống. Nhìn xem thử thấy năm đầu ngón chân sau thẳng hướng hết về phía trước. Và bám chặt cái bàn chân sau của mình. Nhấc nhấc cái gót chân sau cao lên. Rồi thấy gối trước cổ chân đã thẳng vuông góc với sàn. Thì chỉnh cái cục lóc lại theo chiều thấp hơn. Rồi đặt nhẹ hai tay lên cục lóc. Cân chỉnh lại hai hông. Mở lòng ngực nhìn về phía trước hết. Thở kéo hông ra phía sau, duỗi thẳng gối chân trước. Cố gắng cân chỉnh hông lại ở đây, hông bên phải và hông bên trái. Bốn lần như vậy nữa, hết đẩy gối về trước. Chân sau vẫn giữ mạnh mẽ và chắc chắn. Thở ra lần thứ hai. Cảm nhận cái phần cơ gân kheo chân bên phải đang được kéo căng. Ba lần nữa, hết vào, cứ chậm và di chuyển. Thở và các bạn đang làm rất là tốt. Cứ mỗi ngày một chút. Hai lần nữa thôi. Hít vào đẩy gối về phía trước. Thở ra kéo nhẹ hông ra sau, duỗi thẳng gối. Và lần cuối cùng chúng ta sẽ giữ lại. Được chưa? Hít đẩy gối về phía trước. Chuẩn bị giữ lại. Thở kéo nhẹ hông ra sau, duỗi thẳng gối chân. Giữ lại ở đây. Và khi mình thấy cái chân nếu mà quá căng, các bạn có thể co nhảy gối lại một tí. Sau đó bắt đầu mới lại duỗi ra từ từ, cứ chậm, chậm. Cứ mỗi ngày mình kéo giãn phần cơ gân kheo mình một chút. Nhưng tránh hạn chế, ưỡn và ép cái gối của mình ra phía sau quá nhiều. Giữ ở đây thêm một hơi nữa. Rướn lồng ngực về phía trước, mềm mại gương mặt. Hít thở. Hơi cuối cùng. Rồi từ từ đẩy gối về phía trước. Tát cái cục lóc sang hai bên. Đặt tay, bước chân ra phía sau về tư thế chóp mặt. Sắp đặt khoảng cách của tay lại. Hít đẩy vai về trước cho vai cổ tay thẳng, tấm ván. Thở lần này chúng ta chồm vai qua khỏi cổ tay, co cùi chỏ. Về luôn tư thế Chaturanga. Và đây là một trong những tư thế thử thách ha. Rồi hạ gối, hạ ngực, cầm xuống. Nếu không được các bạn cứ hạ gối, hạ ngực, hạ cầm toàn thân nằm xuống thôi. Rồi duỗi hai chân ở phía sau dài ra. Cuộn vai, đưa vai xa khỏi tay, ấn bàn tay. Giữ cùi chỏ co, hết nâng ngực lên rắn hổ mang. Thở từ từ đẩy hết người ra phía sau về lại chó mặt. Tìm kiếm cái chiều dài thoải mái cho chân và tay. Cứ thong thả từng bước, nhìn xem tay thẳng chưa? Ngón tay đã xòe rộng đều chưa? Rồi nếu tay thẳng đều, ấn lực của bàn tay xuống dưới thảm để đẩy cái phần hông của mình cao lên. Đồng thời thóp sâu phần bụng lại. Đưa hông cao. Rồi giữ cái hông đó cao, nhón hai gót chân. Đá chân bên trái hướng lên trần. Vươn cái chân bên trái đó dài lên. Đưa hết cái ý của mình tập trung về chân trái, duỗi thẳng cái chân trái đó căng ra. Rồi ngẩng mặt nhìn về phía trước, bước cái chân trái lên cạnh chân phải. Chống nhẹ bằng cái đầu ngón tay. Nâng nhẹ lồng ngực, hít thở một hơi nữa. Rất tốt. Rồi hít bước cái chân sau lên cạnh chân trước, nâng nửa người. Thở mềm tim và gập xuống. Ấn chân chắc, hít nâng hết người, hai tay vươn lên cao. Thở ra nhẹ nhàng hạ tay. Thả lỏng hai cánh tay. Và mình gần xong ba bài chào mặt trời. Bây giờ chúng ta sẽ có một vài tư thế đứng. Và trong các tư thế đứng thì Hương cũng tiếp tục tập trung để kéo giãn cái phần cơ gân kheo cho các bạn. Để làm cho cái khớp hông, khớp háng của mình trở nên linh hoạt hơn ở đây. Rồi chúng ta đứng về tư thế thoải mái. Hai chân lúc này tách rộng bằng hông. Giờ chúng ta bước cái chân bên phải ra phía sau. Thì khoảng cách của hai chân ngắn vừa đủ để mình cân bằng. Và cái gót chân ở phía sau nó sẽ không nằm cùng đường thẳng với lại gót chân ở phía trước. Giờ mình nhìn lại hai chân thử xem. Và mũi chân ở phía sau thì chết nhẹ ra bên ngoài, gót chân thì hướng vào trong. Rồi hai tay sờ lên hông. Để đảm bảo rằng cái hông bên phải, hông bên trái cân bằng. Giữ cho hai gối chân thẳng. Nâng nhẹ lồng ngực.
Bụng thóp nhẹ lại, hít một hơi. Thở từ đây chúng ta gập người từ từ đi xuống, chậm thôi. Và hai tay vẫn chờ sờ lấy hông. Sờ xem thử cái hông phải, hông trái còn cân bằng không. Rồi nếu cái phần hông cân bằng, bắt đầu rướn cột sống lưng dài ra. Giữ lại ở đây, hít thở một hơi nữa. Còn các bạn nào mình thấy khó khăn quá, lấy hai cục lóc. Đặt hai tay lên hai cục lóc. Nhưng phải đảm bảo cái phần thân ở phía trên cũng được nâng lên, hướng ngực về phía trước, thân song song với sàn. Rồi sau đó chúng ta giữ lại ở đây, hít thở và tập trung về cái phần cơ đùi của cái chân bên trái. Một hơi thở nữa. Cứ mỗi lần hít vào, ý thức là kéo hết cơ đùi của mình, rút kéo lên hướng về hông. Rồi cân bằng hông lại, thở vươn cột sống lưng dài ra. Hít thở một hơi nữa, thoải mái tự nhiên. Còn các bạn nào muốn thử thách thì tách cái bàn tay của mình ra, tay có thể chắp trước ngực, tay có thể đặt ở phía sau hông. Một hơi cuối cùng, rất tốt, từ từ chúng ta đặt cái tay xuống, đẩy nhẹ gối chân trái về phía trước. Có thể tách cục lóc sang hai bên, xoay cái mũi chân bên phải, chống bằng các đầu ngón tay xuống dưới sàn. Đưa lực từ từ về chân bên trái, nhấc cái chân bên phải, rồi đá cái chân bên phải hướng lên cao. Và cố gắng vươn cái chân bên phải của mình cao lên, hết mức có thể. Và chân càng vươn cao thì hạ gập thân sâu, thân người xuống. Cao cái chân hơn. Nhẹ nhàng hạ cái chân bên phải cạnh chân bên trái. Hít thì chấm tay ngẩng mặt nâng nửa người. Thở gập xuống, dùng tay ngón trỏ, ngón giữa nắm lấy ngón cái của chân. Rồi nâng nửa người. Thở co nhẹ quỳ trỏ. Gập người sâu xuống. Thả lỏng vai, thả lỏng đầu ở đây, hít thở. Cảm nhận đùi sau của hai chân lại tiếp tục kéo căng. Cứ mỗi lần thở thóp, bụng lại vươn cột sống lưng dài ra. Hơi cuối cùng. Tách nhẹ tay, nâng nửa người. Thở hết hơi ra ngoài. Trong hơi hít tiếp theo, nâng người đi lên, vươn tay. Thở hạ tay xuống. Chúng ta đổi chân. Hai tay đặt lên hông. Giờ tiếp tục bước cái chân bên trái dài ra phía sau. Và hai gót chân mình không nằm trên đường thẳng. Khoảng cách hai bàn chân lại tiếp tục trọn bằng với hông. Mình nhìn xem thử chân trước rồi nhìn chân sau. Cái chân ở phía sau, ngón chân chết nhẹ ra ngoài, còn gót chân hướng vào. Bàn chân mình chết góc khoảng 45 độ. Rồi hai tay đặt lên hông. Cân bằng hai hông lại. Rồi từ bàn chân hít kéo năng lượng đi lên, mở lồng ngực. Lần này thở lại gập người về phía trước, chậm rãi thôi. Cứ chậm, từ từ, hết hơi các bạn dừng lại để hít thêm. Thở bắt đầu mới gập sau, dần vươn cột sống lưng dài ra. Rất tốt, cố gắng vươn dài thêm nữa. Và thấy cái phần chân của mình hơi khó khăn, có thể co nhẹ gối lại. Sau đó lấy hai tay đặt lên hai cục lóc ở hai bên để hỗ trợ. Và lóc là một trong những cái dụng cụ rất là hữu ích cho chúng ta khi tập luyện. Mình trang bị cho mình một cái cục lóc. Sau đó mình đặt hai tay lên, giữ ở đây rất là thoải mái và hít thở. Và trong mỗi cái hơi hít, lúc nào cũng ý thức của mình là rút kéo cơ đùi lên, đưa hết về hông, cân bằng hông lại. Rồi trong cái hơi thở, thóp bụng vươn cột sống lưng dài ra. Thoải mái. Hai vai, hai cánh tay lúc này mình đặt lên cục lóc một cách nhẹ nhàng thôi. Giữ ở đây thêm hai hơi nữa. Và khi chúng ta giữ thì hãy tập trung vào cái phần đùi của chân. Mình đang tập trung kéo giãn cái phần cơ gân kheo. Một hơi cuối cùng, rất tốt. Hông cân bằng chưa? Chỉnh hai hông lại. Rồi từ từ chậm rãi đẩy nhẹ gối về phía trước. Tách cái cục lóc sang hai bên, xoay luôn cái mũi chân ở phía sau để hướng gót chân lên trần. Đặt tay xuống dưới sàn. Thì dồn lực lên chân trước, nhấc cái chân sau. Từ từ nâng cái chân sau cao. Rồi tập trung làm cái chân trụ của mình mạnh vào. Và ý thức vươn cái chân ở phía sau, cao hướng hết lên trần. Thẳng cái chân bên trái hơn. Một hơi thở nữa. Nhẹ nhàng đặt cái chân trái cạnh chân phải. Hít chống tay ngẩng mặt nâng nửa người. Thở mềm tim gập xuống. Một hơi cuối cùng hít vào nâng nửa người. Thở ra gập sâu xuống, thả lỏng vai đầu xuống. Chuẩn bị về tư thế trường tấn thấp hoặc là low lunge. Hít nâng nửa người.
Thở khuỵu nhẹ gối, chống bằng các đầu ngón tay. Hít thì bước dài chân phải ra sau. Cố gắng dài cái chân đó ra. Nhưng phải đảm bảo làm sao gối trước, cổ chân thẳng. Rồi lần này hạ cái gối chân sau xuống, duỗi mũi chân. Mình có hai sự lựa chọn ở đây cho các bạn. Một là mình giữ cái biên độ này, được chưa? Còn các bạn nào mình tốt hơn, chúng ta có thể dịch chuyển cái bàn chân lên về phía trước. Được ha? Giờ mình di chuyển cái bàn chân lên khoảng cái chân 2cm nữa thôi. Rồi. Đó, lấy hai tay nắm lấy hai cục lóc ở bên hai bên, dần cột sống lưng thẳng dần. Và lúc này cho phép cái phần hông bắt đầu nặng, hướng xuống. À, chúng ta thở giữ ở đây. Kéo cái cục lóc về gần người thì sẽ giúp cho các bạn dễ dàng thăng bằng hơn. Hoặc là đặt cái cục lóc theo chiều cao. Rồi, hít thở. Luôn luôn mở vai. Cuộn vai ra sau, nâng lồng ngực. Giữ ở đây, hít thở. Một hơi thở nữa. Và cứ mỗi lần thở, hạ cái hông nó thấp xuống. Nhưng nhớ cái phần bụng thóp lại kéo lên. Nâng lồng ngực lên. Rất tốt. Ơi, nhẹ nhàng, chậm rãi, chống năm đầu ngón chân ở phía sau. Kéo hông ra sau, duỗi từ từ cái gối chân bên trái. Ấn cái gót chân trái và dựng ngón chân hướng lên trần. Hai tay vẫn đặt lên hai cục lóc để hỗ trợ. Còn các bạn nào tốt, có thể hạ cục lóc thấp. Và tốt hơn nữa, có thể đặt cái tay xuống dưới sàn. Và giữ ở đây, cân chỉnh hai hông lại. Thóp nhẹ bụng, rướn lồng ngực về phía trước. Hít thở. Cứ mỗi lần thở chỉ tập trung để kéo giãn cái phần cơ gân kheo bên trái. Thì đó là cái điểm ngày hôm nay chúng ta tập trung. Để mình làm cái cơ này nó bắt đầu nóng. Một hơi thở nữa thôi. Rất tốt. Rồi từ từ đẩy người về phía trước, đặt bàn chân nó xuống. Lúc nãy mình bước cái chân lên về trước thì giờ mình phải lui bước cái chân lại ra phía sau. Rồi tách cục lóc sang hai bên, chống bằng các đầu ngón tay. Nâng gối chân sau, bước cái chân sau lên cạnh chân trước, nâng nửa người, hít. Thở lại mềm tim gập xuống. Chuẩn bị đổi chân, hít nâng nửa người. Thở đặt tay xuống khuỵu gối, bước dài chân bên trái ra phía sau, hạ gối xuống. Duỗi mũi chân. Rồi cái chân bên phải, hoặc các bạn có thể dừng lại đây. Còn các bạn nào tốt có thể dịch chuyển cái chân phải lên. Dùng cái cục lóc để dễ di chuyển chân phải lên một tí. Đúng rồi. Rất tốt. Rồi từ đây nâng người. Lấy hai cục lóc dẫn đứng. Giữ. Cứ mỗi lần thở thì cho phép cái phần hông của mình nó nặng, nó rớt xuống. Cảm nhận cái cơ đùi của chân bên trái lúc này mà đang kéo giãn thì có nghĩa là các bạn đang đúng rồi. Rồi cứ giữ như vậy. Thêm hai hơi thở nữa. Và cứ hít thở thoải mái. Các bạn nhớ là hít vào bằng mũi. Thở ra bằng mũi, và cứ hít vào bằng mũi, thở ra bằng mũi. Chúng ta không thở bằng miệng ở đây, được chưa? Rồi hít vào một hơi nữa nào. Thở cho phép cái hông hạ thấp sâu hơn, cảm nhận cái sự căng. Rất tốt. Rồi chống chân sau. Thở thì bắt đầu từ từ kéo nhẹ hông ra sau, duỗi thẳng gối chân trước. Ấn cái gót chân bên phải xuống, dần ngón chân. Mình dừng lại ở đây thôi cũng được. Còn các bạn nào tốt, hạ cục lóc thấp hơn. Gập nhẹ phần thân về trước. Đưa thân song song với sàn được không? Thóp bụng lại. Còn tốt hơn nữa, Hương có một sự lựa chọn ở đây là các bạn có thể gập người đi xuống luôn, bụng với đùi chạm vào. Nhưng Hương thì Hương thích dừng lại ở đây thôi. Đó. Mình có thể dừng ở đây thoải mái, hít thở. Một hơi nữa. Rất tốt rồi. Ơi, nhẹ nhàng. Đẩy nhẹ gối chân về phía trước, đặt bàn tay xuống. Đặt bàn chân xuống, xin lỗi cả lớp. Rồi dịch chuyển bàn chân của mình thu lại ra phía sau. Tách cục lóc, chống tay, nâng gối, bước cái chân sau lên cạnh chân trước. Gập người đi xuống. Rồi hít nâng nửa người. Thở lại khuỵu gối, bước dài chân bên phải ra sau. Hạ gối xuống. Giờ mình gần như là đã nóng để có thể sạc dọc được rồi. Giờ chúng ta sẽ thử ha. Nếu mà các bạn vào được cái tư thế sạc dọc sâu thì mình vào. Còn nếu không được thì chúng ta sẽ dừng lại ở cái biên độ mà mình thấy mình căng nhất. Thì các bạn dừng lại ở đó. Rồi bắt đầu đưa cái chân bên trái lên về phía trước. Giống như lúc nãy dịch chuyển cái chân bên trái lên về phía trước thêm. Rồi giữ lại ở đây thử. Hai cái cục lóc ở hai bên đặt để hỗ trợ. Thở một vài hơi. Thấy ổn, bắt đầu nhấc cái gối chân sau. Lát nhẹ cái chân sau ra phía sau. Sau đó hạ gối chân sau xuống. Và ở đây mình cảm nhận cái biên độ căng của đùi.
Nó rất là căng. Thở vào đó. Đó. Rồi bắt đầu nâng cái gối chân sau, lại lát nhẹ chân sau ra sau, hạ xuống. Cố gắng bám chặt năm đầu ngón chân sau xuống. Thỉnh thoảng ta quay đầu nhìn ra phía sau để mình hướng về gót chân, mình xem thử gót chân thẳng chưa. Tại vì xu hướng là các bạn sẽ bị méo gót chân như vậy nè. Do đó mình chỉnh lại. Rồi kéo nhẹ hông ra sau, duỗi thẳng gối, ấn cái gót chân. Nếu tốt bắt đầu trượt dần cái bàn chân của mình về phía trước. Giữ lại, lấy hai tay đặt lên cục lóc, nâng cái gối chân sau, lát nhẹ chân ra sau. Rồi dừng lại ở đây thử. Nếu mình thấy căng quá các bạn có thể hạ cái gối chân xuống. Rồi, ngày hôm nay Hương chỉ dừng ở biên độ này cho các bạn thôi. Còn các bạn nào mình thấy tốt hơn thì các bạn có thể trượt ra. Được chưa? Đó, là mình xuống. Và khi mình xuống sạc dọc rồi nhớ cái chân ở phía sau. Các bạn có hai sự lựa chọn. Một là có thể chống ngón chân. Hai là có thể duỗi mũi chân. Được chưa? Nhưng ý thức lúc nào cũng rút cái cơ đùi của mình hướng về hông. Để đẩy cái hông bên phải về trước và cái hông trái rút kéo ngược lại ra sau. Cân bằng hông lại. Rồi thở một vài nhịp nữa. Rồi ấn mạnh tay lên cục lóc, nhấc cái chân lên. Hạ gối chân xuống, chống chân, nhớ cái chân lên, đưa gối về phía trước, đặt xuống, rồi đặt cục lót về phía trước. Rút cái bàn chân trái, đặt bàn chân trái, sao cho gối và cổ chân lại thẳng. Chúng ta chuẩn bị đổi bên. Rồi, nhấc gối chân sau, bước cái chân sau lên cạnh chân trước, nâng nửa người hết. Thở thì mềm tim gập xuống. Đổi chân, nâng nửa người, thoải mái ở đây. Thở lại khuỵu nhẹ gối, bước dài chân bên trái ra phía sau. Hạ gối chân trái xuống. Di chuyển hai tay nắm liền lấy cục lóc. Rồi dịch chuyển cái bàn chân bên phải về phía trước. Cứ di chuyển từ từ. Giữ cái bàn chân phải lại đó. Kéo cục lóc về gần người hơn. Được ha. Hoặc là dừng lại ở đây thôi. Hít thở một vài hơi. Muốn nâng cao hơn, nâng cái gối chân sau. Lát nhẹ chân sau ra sau. Chậm. Và nhớ mình quan sát nha. Tập thật là chậm và quan sát xem thử cái phần hông của mình nó có thoải mái không. Nếu không thoải mái thì các bạn có thể dừng ở đây. Tại nó đòi hỏi thời gian 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày và phải làm việc rất là nhiều với cơ thể. Thì các bạn mới quen dần được. Rồi bắt đầu nhấc cái chân sau lên, lắc cái chân sau ra sau thêm một chút. Hạ gối xuống. Kéo nhẹ hông trước ra phía sau, duỗi thẳng cái gối chân ở phía trước. Rồi bắt đầu trượt dần cái gót chân trước về phía trước. Căng không? Căng rồi thì dừng lại ở đây. Còn nếu mình chưa căng thì các bạn có thể nhấc cái gối chân sau lên, lát cái chân sau ra sau. Còn cái chân trước mình chỉ trượt nhẹ về trước. Cái lực ở tay có nha, ấn cái lực tay xuống để mình hỗ trợ. Ôi, thoải mái thì bắt đầu mới đi xuống dần, đi xuống dần, đi xuống dần. Mỗi ngày giữ ở đây. Chỉ cần mình tập cái bài này 20 phút đều đặn mỗi ngày trong một tuần thì Hương tin chắc được rằng là các bạn sẽ vào được cái tư thế sạc dọc giống như Hương đang làm đây. Được chưa? Thở một hơi nữa. Rồi rất là tốt, ấn chặt cái tay để nhấc cái hông, đưa gối chân sau về trước. Rồi chống năm đầu ngón chân, nhấc gối, đưa gối về trước, ấn mạnh tay, đưa cái bàn chân trở về lại. Đặt tay, chống chân, nâng gối, bước chân ra phía sau, biết chân về phía trước, gặp người sau xuống, thở ra. Rồi hít từ từ, nâng hết người đi lên. Thở chắp nhẹ tay. Hạ tay xuống. Như vậy là chúng ta đã kết thúc xong một chuỗi bài chào mặt trời và đi sâu vào những cái động tác kéo giãn phần cơ gân kheo cũng như làm mềm cái phần khớp hông để chúng ta đi vào tư thế sạc dọc. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và các bạn cũng đừng quên là bấm like cũng như là subscribe cho kênh YouTube của Ola Ben. Thì mỗi tuần Ola Ben sẽ mang đến cho các bạn nhiều cái bài tập rất là thú vị. Và cũng đừng quên share và chia sẻ với lại bạn bè của mình để cho tất cả các bạn bè nhận được những cái giá trị kiến thức tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Namaste.